Chào tất cả anh em đã trở lại kênh YouTube của Khôi, kênh chuyên về âm thanh cổ, âm thanh bãi tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì Khôi sẽ giới thiệu với anh em một con âm ly đen hay còn gọi là tube, đến từ một thương hiệu rất là nổi tiếng mà rất là quen thuộc. Mà cái món này thì Khôi đã bán từ rất nhiều năm nay, 5-6 năm trước bây giờ rồi. Đó là âm ly đen Pilot. Model của nó là 602 trơn nha. Vì sao có nói trơn? Tại vì trong cái dòng mà 602 thì nó sẽ có 602M rồi 602S vân vân. Nhưng mà cái đời trơn là đời đầu, đời này được đánh giá cao nhất và có giá trị sưu tầm cũng cao nhất luôn. Thì anh em nào mà đã theo dõi kênh YouTube của Khôi thì cũng sẽ chắc chắn luôn sẽ đã gặp rất nhiều con này. Tuy nhiên cái con ngày hôm nay thì nó khá đẹp, nó zin toàn bộ luôn, và Khôi cũng đã thử luôn cả AM FM gọi là radio, đều là nét căng nhé. Thì mời anh em cùng với Khôi mình sẽ tham khảo, đặc biệt là những anh em nào chơi đèn mà đang quan tâm tìm kiếm một con âm ly công suất tốt để đánh các cái dòng loa bass 3 tấc cũng như là đánh AR4, AR2, thì hôm nay mời anh em cùng tham khảo con này nhé. Công suất của nó khá tốt đó nè. Thì tí nữa vào cái phần kỹ thuật nội thất thì Khôi sẽ nói về cái phần công suất của nó nha. Còn bây giờ thì mình cùng xem qua ngoại hình nữa nè. Con này thì không có vỏ gỗ anh em nhé, nhưng mà nó còn đây là cái nắp sắt, này là nắp sắt zin của nó anh em, zin ha. Nắp sắt này sơn bọc da nha, sơn giả da đó nha. Và cái dòng này là dòng receiver AM/FM, được thiết kế hai bên em, bên FM em thì một số chữ nó bị chóc, bị chóc anh em. Chóc thì tại sao nó chóc thì cô nói luôn ở đây. Thì ngày xưa người ta in bằng thủ công gọi là kéo lụa, nhưng mà xài ở phía sau cái lớp kính này là xài bóng đèn dây tóc, nên nó nóng, nhiệt độ nó nóng thì nó sẽ dạn nở, nó sẽ làm cho cái chữ này bóng chóc ra nha. Đó là cái lý do. Cái này Khôi có thể làm được, nhưng mà anh em nào cần làm thì mình làm, còn không để mộc mạc thì để mộc mạc nha. Cái đó khi anh em chốt hàng mình sẽ trao đổi thêm. Rồi thì những cái dòng đèn cổ anh em, nó nghe nhạc vàng rất là hay, và nhiều người thích. Tại sao như vậy? Tại vì các cái này nó chỉnh được bát chép anh em, bát chép này, bát chép này ha. Rồi nó có thêm ST mono nữa, rồi có cả long nét anh em, rồi ba lăng nữa ha. Đó, nó có đầy đủ các cái chức năng như một cái con âm ly bán dẫn, nên anh em nghe nhạc vàng anh em chỉnh được các cái dải. Còn âm ly đèn ráp, đèn high end là không có chức năng này. High end và đèn ráp tay á không không thiết kế được cái mặt này, tại vì cái mặt này nó chỉ nằm trong các cái đèn hãng thì mới có anh em nha. Rồi đó là về cái cấu tạo cũng như là về cái hình thức nha. Ấy mình xem thêm một vòng nữa ha, đó khá đẹp anh em ha, khá ổn. Đây, tôi quay ra phía sau đi cho em xem luôn. Đó, anh em nhìn cái đít của nó là biết nó khá đẹp rồi ha. Rồi, thì cơ bản nó vậy. Rồi, bây giờ thì phần tiếp theo là Khôi sẽ tháo cái nắp ra để mình cùng xem cái cấu hình bóng cũng như là xem cái nội thất bên trong. Anh em đợi Khôi tiếp nha. Đây nè, Khôi đã tháo nó ra nè. Nói chung cái con này muốn tháo nó ra nó rất là phức tạp nè. Đây anh em nè, thấy phải tháo cái mặt nó ra ha. Cái dàn nút nó ra luôn. Anh em nhìn phía trước này. Đó thì mới tháo được cái vỏ ha. Rồi thì đèn á, đèn là mình sẽ nhìn từ phía sau lên trước nè. Thì cái con này cũng chưa vệ sinh anh em nha. Thì con này mà nếu chùi ra rất là đẹp nè, rất là đẹp ha. Thì mấy cái chậu này nè, Khôi chưa có chùi luôn. Đó, chùi thử này. Đây là nhìn anh em thấy nó đen đúng không? Chùi thử này. Ra trắng tinh luôn. Đó, để Khôi chùi thử cho anh em cùng xem. Để anh em thấy là nó mới nha. Thế nè. Đó. Ok chưa? Mới kia không? Chùi ra dơ này. Đó. Thì để anh em biết là nó đẹp. Nhưng mà vì nó hoạt động rồi, nên Khôi chưa có thời gian lính nghỉ. Nên một mình mùa này mùa hè, mùa dịch, nên học trò được nghỉ, nên ở nhà chăm tụi hai thằng cu anh em, nên nó mất thật nhiều thời gian lắm. Không làm gì được luôn. Rồi thì đây Khôi quay cho anh em xem qua, nó khá đẹp anh em nha. Con này mà nói thật với anh em, chùi ra một cái là nó như mới luôn, như mới luôn ha, tuyệt vời luôn. Đây là một tuyệt phẩm đó. Tại vì Khôi cũng chọn những cái con đẹp, mình cũng
ship những con đẹp về thì mình lựa chọn những con đẹp anh em ha. Đó, mình chửi thử cho anh em xem này. Đó, rất là mới luôn ha. Đó. Để anh em yên tâm á, khi anh em chốt hàng thì Khôi sẽ tranh thủ thời gian buổi tối, Khôi sẽ vệ sinh sạch sẽ cho anh em nhé. Thì cái con này có hình bóng nó như sau. Thì chạy 4 cây công suất, nó lại L84. Đó, Khôi rút ra một cây cho anh em cùng xem ha. Rút bất kỳ một cây nào đi để cho anh em xem. Đây anh em. À, nó chạy 4 cây L84. Đó anh em thấy không? Đó. Nó là 6BQ5 với L84 là 1. Nhưng mà cái con này là L84 thì cái điện thế nó cao hơn 6BQ5 một chút ha. Nó là phân kết ha. Thì những ai chơi đèn thì khi nhìn vào thì biết được nó ha. Đấy ok ha. Đó, thấy không? Chữ số còn rất là đẹp ha. Đó. Nên yên tâm ha. Bóng này là bóng xịn sò luôn. Những ai chơi thì biết được ha. Nó rất là hợp với cái dòng pilot nha. Đó. Rồi tiếp theo là bóng rề 12x7 anh em ha. 12x7 đây. Khôi rút lên một vài cây cho anh em cùng xem ha. Đây 12x7 này. Nó đến từ hãng RCA USA ha. Là của Mỹ nha. Thì các bạn là những cái cây rề trên này đều là bóng Mỹ hết. Nó sẽ có 1 2 cây này anh em ha. 3 4 cây này. Đó, những cái cây này 5 cây này thì trên này có 2 cây là nó nằm trong cái vỏ bọc ha. Đó, ôi chà. Mình rút mạnh quá nó tột ra luôn anh em, tại vì cái vỏ này nè. Thì anh em nhớ nấn cái này ra một tí ha, nhấn cái này ra một tí rồi mình lấy lên được. Này nè. Đây nè, mình lấy ra rồi nè ha, mình lấy ra rồi nè, đó. Thì cái vỏ này nó hơi chặt, thì cái một số cây á, cái hàng này họ làm cái nắp chụp, thì cái mục đích không biết chính xác là như thế nào. Thứ nhất á, đầu tiên là mình thấy cái nắp chụp là nó không không bị rớt ra này, nó khó rớt ra ha. Rồi cái thứ hai là mình có thể là tọa nhiệt hay là chống chống nhiệt gì đó nha. Cái phần đó thì Khôi cũng rành lắm, mình cũng khai thật như vậy. À, thì anh em nào có chuyên môn thì comment góp ý giúp Khôi nha. Đó, còn Khôi thì nói về cái máy là chính đó, và cái phần phôi ghép đó. Đó, về thức là đẹp với này, tuyệt vời ha, chưa chùi mà đẹp. Khẳng định với anh em con này chùi ra một cái là như mới luôn nha, như mới chứ không phải là mới vừa đâu. Đó. Rồi đó là về cái cấu hình. À, về cái cấu hình bóng, còn bây giờ mình nói về cái thông số kỹ thuật thì Khôi sẽ lật cái máy lên nha, Khôi sẽ quay cái đích cho anh em cùng xem ở dưới, tại vì cái công suất nằm ở dưới nha, thì còn rất là đẹp ha, chân dinh luôn đó. Và cái phần thông số nằm ở đây thì cái dòng này là dòng tuner amplify, có nghĩa là dòng âm ly có radio ha. Rồi điện thì 120V đó, nó đẻ là từ 105 tới 120, có nghĩa là cái dòng điện này nó có nhiều đời. À, nhưng mà cái con Mỹ thì lúc nào cũng sử dụng điện 120 anh em nhé. Lưu ý là sử dụng điện 120 cho nó đủ điện, cho nó hay và có độ bền. Rồi công suất điện của nó là 170W anh em ha, công suất nguồn á nha, chứ không phải là công suất ra loa, anh em lưu ý như vậy. Đây đây là cái phần mà audio này, là audio output này, nó tổng của nó là 30W và chia ra là 15W một kênh, 15W per channel này, music power này, có nghĩa là một vế là 15W. 15W so với đèn là khá lớn đó nè, khá lớn ha. Thì như Khôi đã nói rồi, con này đánh tốt các dòng loa cổ Bass 2530, trong đó đánh tốt AR2, thì anh em có thể lấy cái cột móc của AR2 để mình so sánh ha. Rồi đây. Đây là cái phần đít của nó nè. À, anh em nhìn qua ha. Đó. Con máy này zin anh em nha, con máy này zin. Đó. Tàu này tàu giấy ha. Còn các cái tủ nối tầng này, anh em lưu ý này, phải để ý giúp Khôi, đây là các cái tủ nối tầng nha. Và tủ nguồn zin này nè, tủ nguồn zin ha, tủ nguồn zin. À, anh em để ý như vậy. Những cái con âm ly mà nếu như mà đã thấy những cái tủ này, bây giờ những cái này là một cái là anh em mua 500 ngàn nhiều lúc không có để thay anh em nha. Mà nếu nếu như mà 1 2 3 4 này ha, 5 ha, 6 ha, 7 ha, đó. Nếu như mà 7 cái tủ này mà nếu như bị thay, bị hư rồi á, anh em phải mất hết 3 triệu rưỡi để mua. Đó, nhưng mà nhiều lúc không có để mua nữa. Ngoài ra thì các cái tủ nguồn này nè, tủ nguồn này một cái là 2 triệu ha. Nếu mà các cái tủ nguồn này nó chết rồi á thì nó không còn giá trị nữa. Đó, nên là nhiều lúc anh em so sánh giá tiền mà không so sánh, không xem kỹ về cái cấu hình, về cái nội thất, tủ tỷ vân vân. Mình chưa nói về cái chuyện đẹp xấu mà nói về cái phần máy móc zin thôi, thì nó có thể chênh lệch nhau một con 5 7 triệu rồi, có thể là chục triệu nha. Tại vì những cái phần đèn mà, đèn ở mấy cái tủ này rất là quan trọng ha.
Đó, nếu như mà nó hư rồi thì không còn gì để nói nữa. Tại vì cái tủ này này nè, tủ nguồn á, bên đèn á, nó sử dụng tới 480 V lận nha, 480 V. Đó, thì ngày xưa các hãng làm cái dòng điện rất là lớn nha. Rồi mà nếu như mà chết rồi thì không có cái tủ để thay đâu. Thay tủ đèn mới vào hoặc là đổ tủ 450 V thôi. Đó, anh em như vậy anh em mua, anh em yêu cầu cái người bán họ tháo kỹ ra cho anh em xem. Nếu tủ này chết, tủ này chết, tủ này tầng chết thì cái con này ví dụ như bây giờ đang là 25 triệu thì giá trị nó còn khoảng 15 triệu thôi. Đó, mình nói thẳng như vậy. Nhiều anh em là lúc trước mình có viết một bài viết thì nhiều anh em là rất là tức, rất là khó chịu, nhưng mà sự thật mình nói như vậy để mình bán nha. Tại vì mình nhập cao thì nó có cái lý do. Nên hôm nay Khôi xin phép là nói thẳng như vậy. Thì anh em nào mua thì so sánh giúp Khôi ha. Còn anh em thợ thì cứ mà rõ ràng công khai mà bán ở cái con này nó bị hư tủ hư kia. Thì để anh khỏi đụng chạm với anh em khác nha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Phần giới thiệu của Khôi tới đây là kết thúc. Và cái phần về cái phần báo giá. Thì đây là một con ông đi hoàn hảo. Sử dụng bóng đất luôn, bóng công suất đất. Và máy zin nên có cái mức giá cũng gọi là cao so hơn với thị trường ha. Thì mức giá cho con ông đi ngày hôm nay là 23 triệu 500. Ở trên thị trường vẫn có những cái con 20 triệu hoặc là 25 triệu hoặc là dưới 20 triệu vẫn có anh em nhé. Thì mọi người sẽ đưa ra một cái mức giá khác nhau. Xin lỗi anh em là hôm nay có nói hơi nhiều. Nhưng mà thật ra là bức xúc từ vì nhiều người so sánh mà so sánh một cách nó rất là khó chịu luôn nha. Rồi, 23 triệu 500, anh em chuyển khoản đủ Khôi sẽ bao ship. Còn anh em nào mà yêu cầu ship COD thì cọc 30% và anh em tự trả phí ship. Một thank you.
anh buồn biết mấy, giang nhỏ xuân xưa cũng nhớ đến ngày mai lỡ không về, chắc anh buồn biết mấy, giang nhỏ xuân xưa giới thiệu luôn cặp loa anh em ha. Cặp này là cặp Fisher 105, cặp loa lưới gỗ thiết kế bass 3 tấc ha. Cặp loa đẹp như mới vừa sản xuất luôn. À, rất tuyệt vời. Đó. Anh em nào mà thích nghe nhạc bolero và trưng bày thì cặp này rất là hài đẹp anh em ha. Lưới rất đẹp anh em. Tuyệt vời ha. Cặp loa có cái mức giá là 13.500, một cặp loa Mỹ bass 3 tấc. Giá này quá rẻ so với loa Nhật anh em ha. À. Bill này bài bài A cùng 3 tắc, nhưng mà bây giờ nó đã là 18 triệu rồi. Quá mắc luôn ha. Còn cặp này là Mỹ có 13.500 thôi. À, nên thật ra là nó thua cái model, thua cái thương hiệu do đã ăn sâu vào người Việt Nam. Chứ cái thằng chất âm của loa Nhật thì chắc chắn rồi, anh em đảm bảo luôn. Không bao giờ vượt qua được cái loa Mỹ nha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Kho để mình cùng giao lưu. Xin chào và hẹn gặp lại.